Đó, chị mới mua được đồ chơi nè cô chú ơi, con cả dành cái con này con gì vậy? Con ngồi vậy con giới thiệu cho cô chú coi. Con giới thiệu, đứng lên rồi giới thiệu với cô chú con này là con gì? Nhìn vô camera đàng hoàng, con đứng. Không không, quay mặt gì camera. Rồi con nhìn vô chưa nha, rồi đứng. Con nói làm sao cô chú ơi, làm sao? Cô chú ơi, con Rasha. Con Rasha này trong phim nào? Quá trời luôn. Trong phim Aladdin quá trời luôn. Rồi cuối cùng là mẹ đã mua cho con rồi phải không? Yeah. Con có thích không? Mommy, this is here too, mommy. Thôi thôi nè, quay vô đây nè, quay đây. Ở đây nó ngược sáng quá, quay vô đây coi. Rồi đó, ở đây mới sáng nè. Con có thích không? Nãy mẹ kêu con mua con kia mà mẹ thích con kia hơn. Con kia tại vì con kia nó nằm á, còn con này nó mới nằm, nó ngồi không à. Đó, con này nó ngồi không à. Đó, nó ngồi vậy không á, mà con kia thì nó nằm. Ngồi vậy đang quen. Mà bữa nay con thấy trong người con làm sao rồi? How do you feel today? Not good. Still not good? Yeah. You feel any better though? No, I feel better than candy. Hả? I feel better than candy. Nói tiếng Việt coi. I feel better than candy. You feel better than candy? Yeah. Là sao? Ý con là sao? Trời đó, con ra xà đó, cái đuôi nó quất vô mẹ muốn xỉu luôn á chay. Trời ơi. Tối hôm qua là em ngủ thẳng giấc luôn cô chú ơi, ngủ tới sáng luôn, không kêu là không dậy luôn đó. Cho lên ghế ngồi hả? Ok, ngồi xích nha. Mẹ ơi sao? Mẹ cầm với con, nhưng mà sao mẹ giúp con? Mẹ giúp con. Ok. Rồi, mấy con mở ra xà lên đây. Cái ghế này nhỏ quá, ra xà ngồi không có nổi đâu. Russia. À, là sao có cái đuôi dài quá ha con. Yeah. Cái đuôi dài quá. Russia. Ra sao? Đọt. Coi đi, coi chừng dấp đây nè. Cũng còn cái mũi cũng còn hơi bị nhạt nhạt, nhưng mà hết có sổ mũi rồi. Rồi á hả? Oops. Hả? À, cho ra xà lên ghế nào phải không? Để à, giờ nhảy chạy chú vui đùa được rồi. Thôi cái đó giờ là để em nói cho mẹ. Thông nói em cho mẹ. Con làm cái gì vậy? Đợi à, ông kéo lại đây, con đứng lên đi ra xà hả? Trời đất ơi. Mami. Mẹ ơi sao? Mẹ tới chơi. À, cho dì chơi đứng đó phải không? Dạ. Ok. Rồi, hai đứa đứng đây, ôm nhau đi. Rồi, nhìn đây chụp tấm hình coi. Nhìn đây chụp tấm hình coi. Thương em quá. Look, Russia is stuck. À, nó kêu Russia nhìn ra ngoài đường kìa, có con vịt kìa đúng không? Russia té mẹ ơi. Russia té hả? Thì con ráng giữ em đi, em đừng có té. Russia này trong bộ phim nào? Mẹ. Bộ phim nào? Mẹ. Mà biết làm sao không? Tính nói gì quên mất tiêu rồi. Là hồi bữa Ngọc làm bộ, Ngọc nói chay. Hồi nãy hình như mày thấy có con ghost. Tại vì chay hay nó có ghost á. Mà ghost có nghĩa là con ma á cô chú. Mẹ nói chay, hình như nãy mày thấy con ma á. Cái nó cái Ngọc nhìn ra ngoài đường, cái chay nó đâu để con coi. Cái nó ra nó nhìn nó không có thấy ai hết cô chú. Cái nó nói vậy nè, mẹ không phải ma đâu. Chắc là mẹ nhìn thấy một cái người nào đó bước đi qua á. Nó nói vậy nè, mommy, there's no ghost, just the people, mommy. Right? Did you say that to me? Yeah. Yeah, đúng rồi. Nó ơi. I like your eyes. Trời ơi, nó thích cái cặp mắt của con Russia. Còn what else you like? Con thích cái gì nữa? Con thích cái này. Cái nào? Cái này. À, cái bàn chân của Russia hả? Con nói đi, con nói chân của Russia. Ồ, oh, bây giờ con đếm cho mẹ coi Russia có mấy cái chân. 1 2 3 4 Ở đâu có file? Nè đâu? Yeah. Phai đầu đếm đây. Yeah, yeah. Gì? Vô duyên quá.
ra xa có mấy cái chân. Mẹ cái gì đó, quay thôi, ông mới nói tầm 7. Số gì? Mẹ ơi. Biết rồi, không có nói tầm 7. It's green, mommy. Mommy, it's green, mommy. Ừ. Bạn mới lắm nha. Ớn ăn bả thiệt chứ. Nó hình như nãy mẹ thấy con ma ở ngoài đường ở chơi vậy. Giống nhau cái ba sợ mẹ ơi. Thì đúng rồi, giống nhau. Nói không mẹ ơi, không phải đâu. Chắc là just the people. Nó chỉ là cái con người thôi chứ không phải đâu. Không được mẹ ơi. Không được sao? À con muốn nhảy té nè. Đó, té. Mẹ ơi, mẹ dựng lên lại giùm cho con. Con ăn chips nào? Con muốn ăn à? Nào? Muốn mẹ ơi. Con khóc con phải không? Dạ. À, mẹ ơi, cái này ăn con is caring mà. Oh, sharing is caring. Ok, ngồi xuống. Nó nói là cho ra xà ăn nữa tại vì á hả? Khi mà mình chia sẻ. Khi mà mình chia sẻ có nghĩa là mình quan tâm. Cái tiếng Anh có cái câu đó đó mọi người. À cô chú, sharing is caring. Ở trong mấy cái iPad của chương trình Mỹ người ta ưa dạy mấy câu đó đó. Dạy mấy câu cảm ơn, xin lỗi. Rồi hát đi. Không hát đi, hát mới giống đâu trong phim. Không. Rồi con lên đến con ngồi đi. Lên đỉnh ngồi cầm cái bạch này đi. Lên ngồi đi, mẹ cho cầm cái bạch lên ngồi cái lên cái đó ngồi. Rồi, bước lên. Nó giống nhau. Cái gì giống nhau? Giống như cái này. Nào. Nó sợ. Đó, coi cái bực không, có bực không? Nó sợ. Rồi, con ngồi. Mẹ con cứu này. Con ngồi lên ghế này nè, Rasha ngồi ghế này. Vậy chắc cứu hơn hả trời. Rồi đó, ra sàn ngồi đó chắc cứu hơn. Ngon không? Bánh nó ngon không? Bánh ngon ra sợ ơi. Bánh ngon ra sợ ơi, đúng rồi. Mẹ con té hả mẹ ơi? Con té hả? Dạ. Rồi mẹ dịnh cho, dịnh ghế cho. Leo lên. I can't. You want my help? Ok. Sit down. I'm scared the height. Con sợ độ cao hả? Nó nói con I'm scared the height, có nghĩa là con sợ độ cao. Này, con có bao trận? Không, được không? Russia. I won't be silent. You can keep me quiet. Nhưng mà giờ nó xà quần với ra xà này rồi tới chiều. Giờ con cứ xà quần với ra xà đi nha. Nó ra xà đừng có té nữa. Mình đem chip tới cho ra xà nè. Cô chú hôm qua tới nay hả, chúc chay khỏe mạnh quá trời luôn, chúc chay mau. Giống cái chips mẹ ơi. Hả? Giống cái chips. Giống cái chips á, đúng rồi. Giống cái popcorn mẹ ơi. Giống popcorn đúng rồi, giống popcorn rồi con mắt mà. Giống đồ chơi mẹ ơi. Giống đồ chơi nào? Giống đồ chơi kitchen. Giống đồ chơi của cô trong kitchen đó phải không? Cái này mini. À giống cái đồ chơi mà Michael quay cái lò vi sóng mà mẹ mua cho con mini mouse đó phải không? Đúng rồi, y chang vậy đó. Ngon không con? Không mà chăng. Cho ra xà ăn nữa đó. Con mẹ peace. Đây mẹ có cái nước, cái chai nước này hồi sáng này Ngọc bỏ vô cho nó hai cọng nhị hoa nè. Để uống đi con. Uống nước đi con. Sáng. Không, nước mẹ ơi. Cái này nước chứ gì? Nguyên cổ trời. Cái này nước chứ gì đâu. Thôi, cái gì vậy? Mẹ không ăn. Không, you
want it. Trời ơi, không ăn ép trời. Thích quá. Trời ơi, cho ra xào miếng nhớ. Rồi bánh này được rồi, bánh này lạc, không có quá mặn nè. Không có nhiều muối nè. Cho con cho ra xà miếng rồi hả? Dạ. Ra xà ăn, ra xà có khen này ngon không? Con có kêu ra xà cảm ơn mẹ chưa? Tại vì mẹ mua đó. Cảm ơn mẹ không? Con nói ra xà ơi, cảm ơn mẹ của chay đi. Cảm ơn mẹ cái chay đi. Ra xà ơi. Ra xà phải biết lịch sử nghe chưa? Dạ. Con phải dạy em lịch sử. Thôi đừng có đổ ra nữa chay ơi. Mẹ ăn là ngày nào mẹ cũng ship với nó lại sáng tới chiều. Mẹ ship miếng mà mệt quá trời. À, cho ra xà chơi với con hả? Trời, bên đây nó có bạn rồi đó cô chú. Trời ơi, ngày nào tôi cũng... Bỏ chỗ khác đi. À, bỏ chỗ khác, đúng rồi. Ngày nào tôi cũng xíu cái hoài, tôi mệt quá đi thôi. Let's build this, mommy. Let's build this, ok. Let's build a castle. Let's build a castle, nó nói là mẹ ơi, chúng ta cùng xây lâu đài. Mommy, I'm huge. Không, ở đây, ở dưới này nè. Lấy lên, lấy ra. Đó. Rồi làm đi. Đổ cái ào ra nè nha. Đó, đổ cái ào ra nè nha. Đó, đổ cái ào. Đó. Đó, đó, con làm mà hư cái hộp là mình không có cái hộp để cất vô đó dây chay. Cái hộp đó mình phải bảo vệ cái hộp đó đó. Gì lất kỳ? Russia. Đúng rồi, Russia. Russia là cái tên của cái con cọp này trong một cái bộ phim Aladdin, Aladdin và cây đèn thần phải không? Ngồi cái chân khép khép lại chút coi. Mẹ ngồi. Russia lại. Ngồi khép khép cái chân lại coi. Mẹ nè muốn. Ngồi khép cái chân lại. Ngồi khép cái chân lại. Đúng rồi, giỏi. Chạy muốn lại. Em muốn đó hả? Mẹ không có mẹ ơi Russia. Mẹ Russia thôi. Đúng rồi, đồ chơi của Russia. Russia từ từ. Russia từ từ coi chay này nha chưa. Cái gì vậy? Sức khỏe đáng ghê. Trời, tự nhiên sức khỏe đáng ghê trời. Rồi tại sao tự nhiên ngồi mô Phật? Mẹ ơi, con muốn màu da lò. Trời, con muốn màu da lò. That's my favorite. Hả? It's my favorite. Oh, is that your favorite color? Yeah. What is your favorite color? Yellow. Oh, yellow là cái màu của con thích đó hả? Yeah. Màu nào nữa? Màu sờ muốn. Màu gì vậy? Màu blue. Ra sờ muốn màu blue là đâu? Nhưng mà blue. Two blues. Mà giống nhau cái blue này ơi. Giống nhau không? Giúp nhau hoặc khác nhau? Khác nhau hả? Con muốn cái Russia, muốn cái này. Russia muốn cái đó phải không? Dạ, two blue mẹ ơi. À, hai cái màu blue, Russia muốn hai cái. Có bốn nè. Này. That's my favorite. Hả? That's my favorite. Ồ, cô thích màu đó luôn hả? Màu đó màu gì á? Màu pink. Màu pink, màu pink tiếng Việt là màu gì? Màu vàng. Đâu phải. Màu vàng là màu gì? Bảy, tự nhiên màu vàng là purple. Màu vàng là màu yellow. Yellow. Sáng nay là chơi ăn một cái bánh bagel rồi cô chú. Chơi over there, mommy. Let's over there. Mommy, it's over there. Đẩy ra phải không? Mommy, it's over there, mommy. Chút nữa là bắt ức. Lỡ là con ăn đi. Đúng rồi. Khép chân lại chút, ngồi khép chân lại chút coi. Thôi mẹ không ăn đâu. Thôi mẹ không ăn đâu, mẹ không có thích ăn đâu. Ăn rồi đó, cái chung chay này chắc rập quá. Không được đứng lên cái hộp. Nói làm sao? Xin lỗi. Đúng rồi, xin lỗi ai? Cái hộp bọn này. Xin lỗi ai? Cái hộp bọn này quá trời luôn. Cái gì? Cái hộp bọn. Cái sao là sao? Mẹ ơi. Có cái gì trong đó? Popcorn. Yeah. Có popcorn trong đó hả? Yeah. Sao con biết? I'll check it. You wanna check it? Yeah. Con muốn coi thử coi trong đó có popcorn không hả? Yeah. Không, ở trong này là nó có không phải popcorn mà nó có là saffron. Không. It's
Is it funny? À, nó nói mẹ giỡn vui quá. Monkey, you're the only one. Let me help you, Rasha. Let me... Nó tự ngồi, nó cầm cuốn sách, cái nó đọc, nó kể chuyện cho mấy con thú đồ nghe, nó làm ghê lắm, nghe cô chú nghe. I'll show you. Let me show you this thing. Cái màu blue đâu? Cái màu blue, ai biết, con kiếm đi. It's not here. Cô chú thấy không? Kéo quần xuống đây. Nó rất là thích chơi cái ô ô này. Sắp xây dựng lên luôn cô chú. Nào giờ thấy chay hay đúng không? Hồi bữa là có mấy cái mà Lego á, chay cũng thích xây mấy cái Lego, xây lên giờ có cái này chay cũng thích xây. Đúng rồi, giống cái Lego á con. Không phải cái purple màu này. Màu này là màu gì á? Màu green. Đúng rồi, màu green tiếng Việt là gì? Giống nhau màu green mẹ ơi. Đâu giống nhau màu green đâu? À cái ngón tay nữa con hả? À giống nhau màu green đúng rồi. Màu orange. Màu orange tiếng Việt là màu gì ta? I want this one. À con muốn cái đó hả? Dạ không mẹ, không có nha. Không biết một chút nữa ba về, ba thấy cái con Rasha này ba sẽ như thế nào ta? So much. Hả? So much là sao? Đây là so much. Nhưng mà con nói con yêu mẹ làm sao? Con yêu Rasha. Con yêu Rasha hả? Yêu mẹ. Hả? Yêu Rasha với mẹ. Con yêu Rasha với yêu mẹ hả? Thôi này mày lấy cái khăn giấy mày chùi mũi. Cái khăn giấy chùi mũi. À, đổ rồi hả? Đổ hết rồi hả? Con dựng lên đi, chứ đâu có gì đâu. Bởi vì con phải rút kinh nghiệm, khi mà lần sau mà mình làm, mình phải làm nhẹ nhàng hơn, chứ đâu có làm mạnh được. Màu này là màu gì á? Khép cái chân lại giùm chút được không? Ừ, mấy bữa nay chưa có gặp Adri để đưa cho Adri cái đồ nữa, nên bà đợi đi. Đợi cho con hết bệnh đi gặp Adri, chứ còn không mấy là con qua con lay Adri tội nghiệp Adri, hiểu không? Yeah. Ừ, mình phải đợi vài ngày nữa đi hết bệnh rồi đi qua kiếm Adri ha. Yeah. Dứt luôn đi qua kiếm chứ để hả Adri. Adri đâu có được ở nhà đâu, đã Adri phải đi học. Adri chơi nhà chơi không? À Adri chơi nhà chơi không hả? Dạ. Min mà Nhung. Ai Min? Bà Nhung. Bà Nhung Min với con hả? Dạ. Sao bà Nhung làm gì con? Bà Nhung bấm con. Bà Nhung bấm bàn nào? Bấm con lên trước. Min bà Nhung. Min bà Nhung hả? Trời đất ơi, bà Nhung bấm chay ta. Min bà Nhung. Bà Nhung bấm bà Nhung. Min bà Nhung. Mà Min bà Nhung. Bỏ cái này. Bỏ cái này không có này. Con Nhung ưa chọc nó chọc cho nó nói tiếng Việt rồi này kia, nên là nó ưa nó con Nhung Min. Mà chọc phải chọc nó mới nói tiếng Việt. Coi chừng nha, coi chừng trúng cái đầu vô cạnh bàn nha. Coi chừng. Đó kìa cái cạnh đó, thấy chưa. Mày nói coi chừng trúng cái đầu vô cạnh bàn mà. Con khóc. Con ôm Rasha hả? Không có table. Bây giờ nè, bây giờ mày hỏi con nè, Rasha với Adri con thích ai hơn? Vậy Adri nó muốn khác. Hả? Adri muốn khác bà mẹ ơi. Adri muốn khác là muốn gì? Con muốn màu. Adri muốn màu gray. Muốn màu gray. Hả, bây giờ mày hỏi chay này nè, bây giờ chay trả lời cho mẹ nghe nha. Mẹ với ba chay thương ai hơn? Sức khỏe. Cái gì sức khỏe? Còn nó trả lời ba trận đâu, hỏi mẹ ba thương ai hơn, nó nói sức khỏe. Có sợ không nè, mẹ với ba thương ai hơn? Không có ba chồng mẹ ơi. Hả? Không có này hả? Sao con muốn này mà con thử con trả lời cho cô chú nghe coi, mẹ con với ba muốn hết luôn. Con muốn hết luôn phải không? Dạ, con muốn hết cái colors luôn. Con muốn hết màu luôn phải không? Dạ. Nhưng mà mẹ với ba con thương ai hơn? Mẹ con muốn mẹ không muốn. Thôi không trả lời, thôi mẹ đi. Mẹ chờ mẹ cơ. Thôi đúng nghe mẹ.
không có từ từ, phải trả lời liền. Mẹ mẹ quá nhờ. Nhưng mà mẹ với ba con thương ai hơn? Mẹ. Hả? Mẹ. Con thương mẹ với ba con thương ai nhiều hơn? Mẹ cha. Hả? Mẹ ba. Con thương mẹ ba luôn hả? Dạ. Ừ, rồi ba với mẹ con thương ai nhiều hơn? Thì con muốn. Hả? Ba với mẹ thương ai nhiều hơn? Trả lời coi. Mẹ đéo mẹ ơi. Nói lại coi, mẹ với ba thương ai nhiều hơn? Phải rồi. Thôi đi vậy. Mẹ mẹ. Mẹ với ba thương ai nhiều hơn? Con muốn tiếp tục bà mẹ ơi. Con muốn tiếp tục. Mẹ với ba con thương ai hơn? Mẹ. Mẹ với ba với mẹ thương ai hơn? Mẹ ba. Thương mẹ ba luôn phải không? I can't. Lúc nào Ngọc hỏi câu đó nó cũng trả lời đúng đúng một cái câu nha cô chú. Nó nói thương mẹ ba luôn, nó chứ nó không có nói nó thương ai hơn à, thương ấy hơn á. Từ hồi Ngọc hỏi cách đây từ Ngọc hỏi thử coi nó sẽ trả lời như thế nào á. Lúc nào cũng là nói mẹ ba chứ không có nói thương ba hơn mẹ hay thương mẹ hơn ba gì hết á. Mẹ với Rasha con thương ai hơn? Mẹ với Rasha. Hả? Con muốn mẹ với Rasha. Con thương mẹ với Rasha luôn hả? Đây nè con hỏi mẹ hỏi nè. Chơi. Bà Nhung với ông Lũ con thương ai hơn? Mẹ. Bà Nhung với ông Lũ thương ai hơn? Mẹ. Bà Nhung với ông Lũ con thương ai hơn? Thương ai hơn? I'm just kidding. Just kidding, mommy. Chết hả? Just kidding. Just kidding? Yeah, it's just a mouth. Thôi bây giờ bye bye cô chú đi. Không sao, để cho cô chú coi con chơi hả? Yeah. Thôi cô chú coi nãy giờ đủ rồi. Nãy giờ đã quá đủ quá nhiều rồi ha. Bây giờ chào tạm biệt Chay nha. Chúc Chay có một ngày thật là vui vẻ. Mẹ ơi. Từ từ hả? Dạ. Hẹn gặp lại Chay vào những video tiếp theo. Từ từ sao? Chờ coi hả? Hẹn gặp lại Chay vào những video clip tiếp theo. Chào tạm biệt Chay nha. Bye bye ai? Không sao. Lúc nào nó cũng muốn quay để cho cô chú coi á. Gì vậy? Sao liếc tôi? Sao liếc tôi? Just kidding. Oh, just kidding. Con giỡn thôi phải không? Nó nói con giỡn thôi. Mà just giỡn thôi. Đúng rồi, chỉ giỡn thôi. Mama, I want to be good, mommy. I want to be good. Nó nói tiếng Việt đi, nói tiếng Anh làm biếng nghèo quá. Mình thôi bye bye cô chú nha. Từ từ sao? Hoài nha. Mẹ ơi, từ từ. Chờ từ từ. This one. Sao? $2. Yeah. Yeah. Nhưng mà mẹ mua ra xài cho con tại vì mẹ yêu con á. Con có yêu mẹ không? Yêu ơi, con yêu mẹ nhiều lắm hả? Ồ, mẹ cảm ơn Chay nha. Đây, nó đã chết mỏng. Sao? Nó đã chết. Là cái gì vậy? Dính mỏ rồi. À, con bị dính cái đó đó hả? Yeah. Tự nhiên cái chạy lại ôm mẹ cô chú. Cô chú. Rồi, tự nhiên nghe cô chú cái là diễn liền trời. Nó diễn dữ rồi trời. Nó thương mẹ thiệt hay là nó diễn rồi ta? Mẹ. Dạ. Từ từ, từ từ sao? Cô Chay. À cô Chay hả? Còn giờ nó nghe cô chú cái bắt đầu cô Chay nữa. Mới là nó diễn nữa, thôi được không? Rồi tắt cô chú thì nó chạy lại nó ôm tôi. Giờ có cô chú lại ngồi xây nhà tiếp. Xạo ghê á. Mẹ thôi tắt đi. Thôi tắt bye bye nha. Chứ cô chú của con ngồi con cứ sắp con cứ vẽ hoài mệt quá trời. Chán thấy bà nó có gì đâu coi trời. Ngồi cái say miết mệt quá đi.